Trung tâm giải quyết vấn đề tâm linh đã sẵn sàng, hãy cùng gặp gỡ khách mời hôm nay. Khách mời của chúng ta hôm nay là Sam Sụ QuanĐa, 31 tuổi. Hiện tại cô làm nghề nghiệp tự do ở tỉnh Giá La. Theo như tôi nhìn thấy, căn nhà mà bạn Sam đang ở, tôi xin phép nói thẳng nha, bạn không dám ở, đúng không? Đúng vậy. Không ai dám ở trong căn nhà này hết. Đúng vậy, nhưng phải chịu đựng và sống ở đây. Căn nhà này có 2 tầng, phía trên được làm bằng gỗ, đúng không? Đúng vậy. Ở trên có khoảng 3 phòng, đúng không? Phía trên không xây phòng, chỉ ngăn ra thôi. Tất cả đều là gỗ cũ. Tôi dùng khả năng ngoại cảm của mình để quan sát phía trên nhà. Ở đây là nhà của bạn, cách nhà bạn khoảng 2 đến 3 mét là nghĩa trang của người Đạo Hồi. Là nơi họ dùng để chôn cất thi hài, có hàng trăm ngôi mộ ở đó. Vào những ngày quan trọng của Đạo Hồi, họ sẽ hành lễ theo các nghi thức tôn giáo của họ. Khi đó, sẽ có nhiều linh hồn tới để xin công đức và nhà của bạn nằm trên đường mà linh hồn đi ngang qua. Linh hồn luôn đi ngang qua nhà của bạn. Bà cụ mà tôi nhìn thấy ở di ảnh phía trên là người đã bảo vệ căn nhà này. Bà ấy là người đuổi các linh hồn, không để linh hồn ở ngoài vào nhà. Nên mọi người sợ khi sống ở đây, nhưng nếu hỏi là có nên ở lại không thì vẫn ở được. Mời anh Lưu. Bạn Sam, bạn sinh ngày 2 tháng 9 đúng không? Bạn là người suy nghĩ nhiều về tương lai và tiền bạc. Bạn đang suy tính vấn đề tài chính và cuộc sống trong tương lai. Số tổng của bạn 36, bạn là người yêu gia đình. Bạn cũng cảm thấy rằng mình đang bị điều gì đó bám theo. Số nhà 154, tôi viết ở đây là có người già giữ nhà. Nghĩa là căn nhà này đã có từ rất lâu rồi. Và có nhiều thế hệ sống ở đây cho tới lúc họ qua đời. Tôi xin phép hỏi một chút, trong dòng họ bạn có ai lưu truyền nghi thức hay nghề nghiệp gì không? Có, là mẹ tôi. Tôi có một câu hỏi, tôi không biết cụ thể là mẹ bạn đã lưu truyền nghi thức hay nghề nghiệp gì. Giúp đỡ mọi người khi họ ốm đau bệnh tật, giúp đỡ bằng cách nào? Mẹ tôi là bà mụ. Vậy lúc mẹ bạn hộ sinh có tụng kinh hay đại loại vậy không? Có. Nhưng tôi khẳng định rằng ông bà tổ tiên đã qua đời là người đã tự mình xây dựng căn nhà này và luôn gìn giữ căn nhà này, cũng như lo lắng cho con cháu. Vì vậy, tổ tiên của bạn không có vấn đề gì hết. Tôi xin phép chen ngang một chút. Bạn Sam, phía sau nhà bạn có vấn đề, đúng không? Vâng. Đó là nơi mà bạn không dám lui tới, đúng không? Đúng vậy. Là nơi mà bạn ấy thấy những điều kỳ lạ. Chỉ vậy thôi. Sam à, bạn có thể kể lại toàn bộ câu chuyện không? Mảnh đất này rộng khoảng 1,3 hectare. Một phần được dùng để xây nhà, còn lại là vườn cao su. Phía trước nhà là nghĩa trang cũ. Người ta kể là ở đó có rất nhiều người đã qua đời. Người dân ở gần đây đã nhìn thấy rất nhiều linh hồn trẻ con nắm tay nhau. Ngày hôm sau thì chính tôi và ba tôi nhìn thấy là một linh hồn một bé gái. Sau đó, lúc tôi chụp hình với em và cháu tôi thì trong hình có thêm một cô gái tóc dài, mặc áo trắng. Giống với người đã gặp trước đó, tôi rất sợ nên đã đưa cho mẹ coi thử có phải họ hàng của mình không. Nhưng mẹ nói là không, mẹ chưa từng thấy người này. Sau đó, khi bạn tôi tới nhà chơi thì cũng nhìn thấy linh hồn cô gái đó ở cầu thang, nhưng cô ấy chỉ đứng nhìn mà không làm gì hết. Cách vài hôm thì hàng xóm nhà tôi nhìn thấy cô gái đó trong bộ mặt hung dữ và cũng đứng ở cầu thang. Còn trong nhà thì thường xuyên nghe thấy tiếng người đi lại và giống như có tiếng ai đó gọi. Có một hôm, tôi và ba đang ở trên nhà thì nhìn thấy cây cột giữa nhà bốc cháy. Nhưng sau khi tôi dập lửa thì không hề thấy vết cháy. Sự việc mà bạn vừa kể đã xảy ra lâu chưa? Cũng khoảng 15 năm rồi. Nghĩa là việc này cũng đã xảy ra 15 năm rồi. Vâng, tôi đã cố gắng tìm và trao đổi với thầy Pháp để mọi người cảm thấy an tâm hơn. Tôi xin phép hỏi một chút nha. Sự việc gần đây nhất mà bạn gặp phải là lúc nào, đã lâu chưa? Không lâu, chỉ mới đây thôi. Vậy bạn muốn chúng tôi giúp điều gì? Tôi muốn nhờ chương trình kết nối với những linh hồn, xem họ cần gì, muốn chúng tôi làm gì cho họ. Bởi vì họ thường xuyên xuất hiện, muốn hỏi xem họ cần gì, đúng không? làm phiền bạn có thể đưa máy quay tới nơi mà tôi cần được không? Được. Nghĩa là đưa máy quay tôi chỗ mà tôi linh cảm được lúc nãy. Bạn cầm máy quay và đi tới chỗ mà bạn đã nhìn thấy linh hồn cô gái được không? Đây là chỗ mà tôi đã nhìn thấy. Bạn có thể đi lên trên lầu được không? Được. Bạn mở đèn lên nhà, vì nó hơi tối, không thấy gì hết. Là nhà nửa bê tông, nửa gỗ phải không? Bạn đi tới gần di ảnh của bà được không? Di ảnh của bà ở đó, thấy rồi. Lúc nãy tôi không thấy. Bạn Sam có thể xuống dưới và đi ra phía sau nhà, nơi mà lúc nãy tôi đã dùng nhận thức ngoại cảm để nhìn thấy, được không? Được. Đây là phía dưới nhà, vậy bạn ngủ ở đâu? Tôi ở nhà trọ. Đây, đây, đợi đã Sam, đợi một lát, mẹ bạn cũng đang ở nhà phải không? Vâng. Bạn tới gần mẹ và nói chuyện với mẹ một lát được không? Tôi muốn hỏi mẹ bạn một vài câu. Chào chị. Vâng, xin chào chị. Chị có từng hành lễ trong nhà không? Có. Chị hành lễ ở đâu? Khi mọi người hành lễ thì hành lễ ở góc nào? Ở trên lầu, hành lễ ở trên lầu. Vì vậy, tôi tin rằng, theo niềm tin của người đạo Hồi, Allah luôn phù hộ cho gia đình. Vì vậy, tôi không nhìn thấy những linh hồn khác trong căn nhà này. Ngoại trừ, bạn Sam và chị có thể là người liên quan tới sự sinh tử của con người, vì chị phải hộ sinh. Thông thường, một số người thường có giác quan thứ 6, có thể là bạn Sam và chị có được giác quan này. Vì vậy, tôi không nhìn thấy những linh hồn khác trong căn nhà này. Ngoại trừ, chị lấy gỗ từ nghĩa trang cũ, hoặc ở nơi nào đó gần nghĩa trang cũ về để xây nhà. Vâng. Điều duy nhất tôi nhìn thấy là chị lấy gỗ từ nghĩa trang cũ về để xây nhà. Là gỗ cây sầu riêng. Cụ thể là sao vậy, anh Lưu? Nghĩa trang là nơi chôn cất các thi hài, những người đã qua đời. Nếu như là nghĩa trang cũ, và ở đó có cây sầu riêng hoặc cây gỗ lớn, rồi chị lấy gỗ đó về xây nhà. Rễ của nó cắm sâu ở dưới đất để hút nước và các chất, mà dưới đất là lại các thi hài. Vì vậy, có khả năng là như vậy, theo như niềm tin tôn giáo. Điều duy nhất mà tôi thấy, đó là lấy gỗ từ đâu, vậy thôi. Vậy gỗ để xây nhà chị đã lấy ở đâu? Phía sau nhà. Là chỗ mà mình sắp đi coi phải không? Tôi xin phép hỏi chị ấy một chút. Nếu như có thể, chị hãy nhớ lại lúc nhỏ. Mẹ của chị có từng kể cho chị nghe chuyện chôn cất hài nhi không? Ở phía sau nhà. Là ở phía sau nhà. Chị còn nhớ phải không? Vâng. Vậy giờ thi hài vẫn còn ở dưới đất, đúng không? Vâng. Có từng đào lên không? Chưa từng. Đây chính là vấn đề. Vấn đề nghiêm trọng. Vậy mình nhờ Sam dẫn ra xem phía sau nhà được không? Có gì chị cứ đi cùng nhau. Biết đâu chị còn nhớ là mẹ của chị đã chôn cất thi hài ở đâu. Ok, mình cùng ra xem phía sau nha nhà. Đúng rồi, đi ra phía sau nhà. Trời tối chắc là sợ lắm. Nổi da gà, chưa gì đã nổi da gà rồi. Đây là nơi mẹ cưa gỗ làm nhà. Ở đây cũng là nơi chôn cất thi hài phải không? Đúng vậy, chị đã dùng những cây gỗ ở đây để xây nhà, phải không? Vâng, làm vách nhà, cột nhà. Trước đây, khi hộ sinh mà hài nhi qua đời thì mẹ chị chôn chất ở đâu vậy? Ở bên này. Vậy là đâu liên quan tới đất đai? Thì như tôi nói, căn nhà không có vấn đề, là ở chỗ được xây gạch. Vấn đề nằm ở chỗ đã đem cái gì về nhà. Chị trên có nhìn thấy gì không? Ở chỗ có xây gạch, tới gần đó một chút, vâng. Thi hài ở chỗ được xây gạch. Vậy sao? Đúng vậy, giống như là huyệt mộ. Đó, chỉ toàn là huyệt mộ của hài nhi. Người ta gọi nôm na là nghĩa trang, nơi chôn cất của người đạo Hồi. Khi người đạo Hồi qua đời, trong một ngày phải tiến hành chôn cất. Bạn có thể tới gần hơn được không? Được. Khoan đã, đây là huyệt mộ hả? Là huyệt mộ của hài nhi. Ví dụ như vậy theo tín ngưỡng của chị có phải gọi là nghĩa trang không? Đúng vậy, là nghĩa trang. ở ngay sau nhà luôn hả? Phía dưới đều là thi hài. Đúng vậy, thi hài của họ Hàng, tổ tiên đều được chôn ở sau nhà. Ra tới đây rồi, chị có cảm nhận được gì thêm không chị Chen? Có thể đưa máy quay tới gần huyệt mộ được không? Được. Nếu bảo Sam lấy tay phủi sạch phía trên huyệt mộ, Sam có sợ không? Tôi chỉ muốn phủi bớt lá cây ra thôi. Cứ phủi cho tới khi đụng phải tấm ván đậy ở trên, chỉ cần phủi tới đó là được. Sau đó tôi sẽ giải thích thêm. Sam gan dạ quá. Tội nghiệp bạn ấy quá, nhưng cũng phải làm để giúp cho họ. Nghĩa là toàn bộ đều là thi hài của họ Hàng. Thật ra, phải chôn ở nghĩa trang chung, nhưng vì đất của họ rộng, nên đã chôn cất họ Hàng của mình ngay sau nhà. Nên phía sau nhà trở thành nghĩa trang. Có nhiều lên được không Sam? Tội nghiệp bạn ấy quá. Chỉ có dễ thôi, không có gì. Sao rồi chị Chen? Bạn thử đếm xem có bao nhiêu huyệt mộ. 3, 4, 5, 6, 5 huyệt mộ của người lớn và 2 huyệt mộ trẻ em. Đây là họ Hàng, tổ tiên của họ và có cả trẻ em nữa. Còn ở bên kia nữa, tổng cộng là 10. Tất cả đều là họ Hàng nhà tôi, họ tới để xin công đức. Bạn Sam để tay lên huyệt mộ một lát, bạn cứ lặp lại lời tôi nha. Vâng. Con sẽ làm phúc cho mọi người. Con sẽ làm phúc cho mọi người. Xin cho tất cả những linh hồn. Xin cho tất cả những linh hồn và tổ tiên. Và tổ tiên, dù là nam hay nữ. Hôm nay con đã biết được sự thật. Con sẽ làm phúc bố thí và dành công đức cho các vị. Và dành công đức cho các vị, đừng làm phiền tới nhau. Xin Allah Thượng Đế Toàn Năng. Xin Allah Thượng Đế Toàn Năng. Thật ra Sam và chị có thể hành lễ như bình thường. Vì lúc hành lễ mình đều hướng về phía Tây, nhìn về thành phố Mecca. Vì vậy, mỗi lần hành lễ hãy cầu công đức cho những người đã qua đời đang được chôn cất ở phía sau nhà. Bởi vì, theo niềm tin phong thủy của người Hoa, nếu người nằm hướng đầu về phía Tây, hướng đầu vào nhà, chân hướng ra ngoài, người ta gọi là nằm giống người đã qua đời. Nếu nằm giống người đã qua đời, thì mình cũng là thi hài. Khi nằm ở nhà, mình nằm cùng hướng với người đã qua đời. Người sống và người đã qua đời nằm giống nhau. Cách của anh Lưu là phải có hình ảnh hoặc chữ của ngài Allah treo hướng về phía Tây, về phía thành phố Mecca. Người trong nhà có nằm hướng đầu về phía Tây thì cũng không sao. Bởi vì, theo niềm tin của người Hồi giáo là có ngài Allah ở trên đầu phù hộ thì sẽ không sao. Chỉ vậy thôi. Và bầu không khí trong nhà sẽ tốt hơn. Đây là câu chuyện của bạn Sam đã dùng gỗ từ khu vực nghĩa trang để xây nhà. Từ đó mọi người trong gia đình đã nhìn thấy linh hồn ở trong nhà. Anh Lưu và chị Chen cho biết những linh hồn đó là tổ tiên của họ, muốn tới để xin phần công đức. Đội ngũ sản xuất chương trình xin gửi lời động viên tới bạn Sam và gia đình bạn. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi, hãy cùng chờ xem khách mời tiếp theo là ai. Khách mời thứ hai của chương trình là chị Oi, 40 tuổi. Hiện tại chị làm nghề buôn bán ở tỉnh Ang Thong. Chị Oi sinh ngày 1 tháng 11, đúng không? Người sinh ngày 1 thường là người thường bị căng thẳng và suy nghĩ nhiều. 1 cộng 11 được 12, có chuyện ám ảnh trong lòng. Tôi muốn biết đó là chuyện gì, nên đã lấy 1 cộng 2 bằng 3. Số 3 nghĩa là người trong gia đình, có người trong gia đình gặp chuyện khiến chị bị ám ảnh. Số nhà 46 trên 64 nghĩa là suy nghĩ nhiều về người đã qua đời. 8470, có người trong gia đình qua đời vì tai nạn. Ví dụ như bị đụng xe, bị té xe. Tôi nhìn thấy một con đường, và có vẻ như đây là nơi có nhiều tin đồn bí ẩn về các vụ tai nạn. Hình ảnh mà tôi nhìn thấy là một người đang ở độ tuổi thiếu niên, khoảng 15 đến 25 tuổi, nhưng chắc chắn là trên 10 tuổi. Tôi không chắc có phải là độ tuổi này hay không. 14, chuẩn bị lên 15, phải không? Vâng, là một bạn nam. Nhưng tôi không biết em ấy có quan hệ gì với chị. Tôi có vẽ ở đây là một con đường, có nhiều cây và xảy ra tai nạn ở đó. Tôi nhìn thấy chị Oi đang ngồi trong xe ô tô màu trắng, phải không? Vâng. Em ấy là con của chị Oi, đúng không? Vâng. Em ấy 14 tuổi 6 tháng. Đúng vậy. Bình thường em ấy gọi chị là mẹ, thỉnh thoảng lại gọi là má. Phải. Cháu thường ghẹo tôi như vậy. Vậy thì đúng rồi, đúng là em ấy rồi. Khoan đã, sao chị trên biết con chị ấy 14 tuổi 6 tháng? Em ấy nói như vậy. Tôi nói chuyện với linh hồn em ấy, chứ không phải chị Oi. Tôi kết nối với linh hồn để nhắn lại với chị Oi. Em ấy nói mình 14 tuổi 6 tháng hả? Đúng vậy. Chị Oi, bình thường em ấy có gọi chị là má hoặc mí không? Bình thường thì không gọi như vậy, trừ phi cháu ghẹo tôi thì mới gọi tôi là mí mí. Vậy em ấy gọi bản thân là gì? Có phải là con không? Phải, cháu thường xưng với tôi là con. Bởi vì tôi nghe bạn ấy nói một câu là con muốn về nhà. Vâng. Em ấy xảy ra tai nạn ở phía bên trái chỗ chị đang ngồi phải không? Đúng vậy. Nhưng tình trạng thi thể bị gãy khá nhiều xương và chảy nhiều máu. Hộp sọ bị vỡ. Não rớt ra ngoài. Đúng vậy. Tôi nhìn thấy con của chị chạy xe máy và chạy với tốc độ cao. Sau đó thì bị ngã xe. Giống như bị mất lái vậy. Vì con đường nơi em ấy qua đời là một con đường lớn, có nhiều xe container, xe đò, xe tải và chạy rất nhanh. Con của chị cũng chạy tới với tốc độ cao. Em ấy nhắn rằng em ấy rất đau đớn và thấy tức ngực. Em ấy rất nhớ chị Oi. Chị Oi có thể kể lại toàn bộ câu chuyện được không? Hôm đó là sáng Chủ nhật. Ngày mấy vậy chị? Ngày 11 tháng 10. Năm ngoái sao? Phải, năm 2020. Con của chị tên gì? Cháu tên là Sa Quan Phong, tên thường gọi là Phim. Cháu được 14 tuổi, chuẩn bị sang tuổi 15. Hôm đó, cháu đang ngủ ở nhà thì có một người anh gọi em ấy đem xe tới cho người đó mượn. Sau khi cháu đi được 2 tiếng thì tôi gọi 4 lần nhưng cháu không bắt máy. Khoảng 5 giờ mấy 6 giờ thì có người gọi báo với tôi là cháu đã qua đời. Cháu gặp tai nạn. Tôi vẫn không tin đó là sự thật. Chị Oi, tôi xin phép hỏi một chút. Nguyên nhân khiến em ấy qua đời là gì? Có xe khác đụng trúng em ấy hay em ấy ngã xe? Cháu chạy tới và bị xe lớn cuốn vào. Xe container hả? Phải, xe cháu không bị làm sao cả. Nhưng mà cháu bị cuốn vào xe, nên tôi không hiểu tại sao lại có thể như vậy. Tôi hỏi tài xế thì tài xế nói là không nhìn thấy cháu. Có phải là ban đêm không? Lúc đó khoảng 6 giờ hơn. Tình trạng thi thể của em ấy lúc đó thế nào? Cháu nằm ngửa và bị xe cắn từ phần bộ phận sinh dục cho tới phần đầu. Đầu của cháu bị vỡ thành một lỗ lớn như vậy. Đó là xe gì vậy? Xe container. Là xe lớn đó anh Lưu, nếu chạy nhanh nó sẽ có lực cuốn mấy xe nhỏ vào. Khi tôi tới hiện trường, thì có một người đàn ông tới hỏi tôi là bé trai mặc áo màu cam ngồi chung xe có sao không? Có bị gì không? Trong khi Phim chỉ đi một mình. Nên tôi thắc mắc tại sao lại có bé trai mặc áo màu cam. Vậy ở nơi em ấy gặp tai nạn, có từng xảy ra vụ việc nào khác không? Trước khi cháu qua đời cũng có mấy vụ va chạm xe, xe đụng vào cầu. Thường xuyên xảy ra tai nạn. Trước khi cháu qua đời khoảng 5 đến 6 tháng thì cũng có tới 5 đến 6 người thiệt mạng. Vậy là cũng nhiều đó. Tại hiện trường em ấy xảy ra tai nạn, có vụ việc nào nghiêm trọng không? Nghiêm trọng nhất là một vụ xảy ra ở phía đối diện. Một người phụ nữ đang mang thai bị xe đụng và đứa bé bị rớt ra ngoài. Đó là một sự việc rất thương tâm. Nhờ chị ấy đi tới đó, được không? Chị đưa chúng tôi tới đó được không? Được. Đi bây giờ luôn nha. Vâng. Đây là phía đối diện. Vâng, đây là chỗ xảy ra tai nạn. Có 4 làn đường. Là một con đường khá lớn. Em ấy qua đời ở đâu vậy chị? Đường vừa thẳng vừa rộng, đúng vậy. Phía trước là cầu và có vỉa hè phía trong. Trên cầu là vỉa hè như vậy. Phim qua đời ở chỗ đó. Chỗ đường kẻ màu trắng phải không? Gần tới đường kẻ trắng, ngay chỗ đó. Xe của cháu thì nằm ở trên vỉa hè của cầu. Chạy nhanh quá. Xe cộ chạy nhanh quá. Chị trên, chị có cảm nhận được linh hồn ở đó không? Người có nghiệp ở đây mới phải qua đời ở đây. Nhưng nếu hỏi tôi có linh hồn em phim ở đó thôi thì xin trả lời là không có. Em ấy không ở đó. Cũng không có linh hồn nào khác khiến em ấy qua đời. Em ấy qua đời vì tới số tới mệnh. Tóm lại việc em ấy qua đời không liên quan tới linh hồn khác, phải không? Không liên quan, bởi vì em phim không hề. Có phải là thế chỗ thế mạng không? Không phải, đừng tin chuyện thế chỗ thế mạng. Nếu có chuyện chết thay thì Phật đã không dạy rằng mỗi người có cái nghiệp của mình. Nên điều đó là không có khả năng. Vì vậy, nghĩa là em ấy đã tới số. Ngày mà em ấy qua đời, chị có mang gì về nhà không? Ví dụ là xương hay đại loại như vậy không? Tôi mang thi thể của cháu về nhà. Vậy lúc đưa thi thể về nhà, ba của phim có nói gì không? Ba phim nói là con về với ba nha. Nên em ấy mới nói câu con muốn về nhà. Còn một chuyện nữa, chị còn nhớ ngày chị mua xe cho em ấy không? Tôi nhớ. Ngày chị đi mua xe cho em ấy, chị không toàn tâm. Vì em ấy đã lớn nên muốn có xe. Nhưng chị nói là nếu mẹ mua xe cho con mà con xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ rất đau lòng. Đúng vậy. Tôi đã nói như vậy với cháu. Lúc mua xe, chị và em ấy thông đồng với nhau, không chịu nói với ba. Đúng vậy. Không để cho chồng, cho ba biết. Nhưng vì chị quá thương con nên đã mua cho con. Đến bây giờ nó là nỗi đau trong lòng chị. Nếu chị không mua xe cho con thì con đã không xảy ra chuyện. Đúng là vậy, tôi đã nói với con như vậy. Tôi muốn hỏi là công đức tôi cúng dường mỗi ngày, cháu có nhận được không? Theo như bình thường, mối liên kết giữa mẹ và con. Chỉ cần chị thành tâm làm cho em ấy, thì em ấy đều nhận được. Nhưng chỉ có một điều khiến cho linh hồn nhận công đức nhiều hay ít, đó là nghiệp báo của từng linh hồn. Nhưng hiện giờ, điều quan trọng là chị đừng tự trách mình việc chị mua xe cho em ấy nữa. Chị đang bị chìm trong suy nghĩ này và cảm thấy có lỗi với chồng. Cũng không dám nói với chồng, vì lúc mua xe cũng lén lút mua. Vâng. Em phim hiện giờ không ở nhà. Em phim đang ở sinh cảnh của linh hồn. Việc chị cúng dường, làm phúc bằng tấm lòng của một người mẹ rất thương con, em ấy đều nhận được. Nhưng vấn đề là bây giờ tinh thần chị bất ổn. Vì sự việc đã xảy ra khá lâu rồi, nhưng chị vẫn không thể quên và luôn suy nghĩ về nó. Chị cứ suy nghĩ như vậy dẫn đến việc chị bị căng thẳng quá độ. Chính điều này cũng khiến cho lúc linh hồn có thể trở về thế giới con người để thăm người thân, linh hồn sẽ mãi quanh quẩn bên cạnh chị và cả anh nữa. Đây là câu chuyện của chị Oi khi mất đi người con trai của mình trong một tai nạn vô cùng thương tâm. Chị Oi tin rằng việc con mình qua đời là do địa điểm bị vong ám và muốn thế chỗ thế mạng. Anh Lưu và chị trên đã khẳng định rằng việc em phim qua đời không liên quan tới linh hồn. Nhưng vì em ấy đã tới số tới mệnh, đội ngũ chương trình Người Thách Thức Ma xin cầu cho linh hồn em phim sớm được siêu thoát. Thời lượng chương trình đã hết, xin mời chị trên. Có nhiều người hỏi tôi rằng trong trường hợp con mình đã lớn, hoặc thậm chí là con nhỏ và ba mẹ mua xe ô tô hoặc xe máy cho con. Sau đó thì con gặp tai nạn và qua đời, thì ba mẹ có nghiệp báo hay không? Tôi xin trả lời rằng việc mình mua xe cho coi phải suy xét trên nhiều phương diện. Một là độ tuổi có con có phù hợp hay không? Hai là tính tình con mình ra sao, có nóng tính, có bốc đồng không? Hoặc là mua để làm gì, có cần thiết không? Ba là mình phải mua khi có lý do chính đáng, chứ không phải vì thương con, không phải con xin gì cũng cho, bởi vì khi con đã qua đời thì chúng ta sẽ hối hận. Nếu hỏi có nghiệp hay không, thì không có nghiệp, nhưng nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh rằng mình là người khiến con qua đời. Vì vậy, nếu muốn mua xe cho con thì có thể mua, nhưng phải suy xét xem có cần thiết hay không, có phù hợp hay không, và nhiều phương diện khác nữa. Nếu thấy video này hay, mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh để theo dõi, like và bình luận cảm nghĩ về câu chuyện trong chương trình để tiếp thêm động lực cho kênh dịch lại nhiều video ý nghĩa hơn nữa nhé.